1.000 câu tiếng Anh giao tiếp thông dụng siêu dễ ai cũng học được. Hôm nay chúng ta sẽ ôn tập từ câu 1 đến câu 50. Bạn sẵn sàng chưa? Are you ready? Tôi mới bắt đầu. I'm a beginner. Tôi chỉ đùa thôi. I'm just kidding. Tôi không nghĩ vậy. I don't think so. Bạn đang đùa phải không? Are you kidding? Tôi đã sẵn sàng. I'm ready. Muộn quá rồi. It's too late. Tối nay trời sẽ lạnh. It'll be cold this evening. Làm sao bạn biết? How do you know? Tôi đoán vậy. I guess so. Xin lỗi. Excuse me. Bạn có cần gì không? Do you need anything? Tôi cần một bác sĩ. I need a doctor. Còn gì nữa không? Anything else? Tôi bị đau bụng. My stomach hurts. Bạn khỏe không? How are you? Tôi khỏe, còn bạn? I'm good, and you? Tôi ổn. I'm okay. Hôm nay trời mưa rất lớn. It rained very hard today. Cả ngày. The whole day. Điều gì đã xảy ra? What happened? Tôi đau họng. My throat is sore. Bạn ốm hả? Are you sick? Tôi ốm. I'm sick. Tôi cần một ít khăn giấy. I need some tissues. Bạn có bận không? Are you busy? Tôi rất bận, bây giờ tôi không có thời gian. I'm very busy. I don't have time now. Tôi không muốn làm phiền bạn. I don't want to bother you. Bạn nhận dùm một tin nhắn được không? Would you take a message, please? Vâng, thực sự. Yes, really. Bạn kiếm bao nhiêu tiền? How much money do you make? Tôi không có tiền. I don't have any money. Tôi không có bạn gái. I don't have a girlfriend. Tôi 30 tuổi. I'm 30 years old. Như vậy quá tệ. That's too bad. Tôi cần về nhà. I need to go home. Tôi biết. I know. Đừng lo. Don't worry. Chờ một chút. Just a moment. Tôi đang tới đón bạn. I'm coming to pick you up. Bạn có nghĩ hôm nay trời sẽ mưa không? Do you think it'll rain today? Ngày mai trời có thể mưa. It's supposed to rain tomorrow. Hôm nay có lẽ không mưa. It's not supposed to rain today. Hôm nay trời sẽ nóng. It's going to be hot today. Thật là nóng. It's really hot. Bạn làm nghề gì? What do you do for work? Tôi tự làm chủ. I'm self-employed. Anh ta làm nghề gì? What does he do for work? Anh ta là kỹ sư. He's an engineer. Anh ta rất chăm chỉ. He's very hard-working.